Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Cách bỏ thuốc lá độc nhất vô nhị của Bác Hồ. Trước đây bác đã từng nói là người thường nhân vô thập toàn, không có ai là toàn vẹn cả. Đã sống ở đời thì ai cũng có khuyết điểm. Bác tự nhận mình có hai khuyết điểm, đó là hút thuốc lá và không lấy vợ. Theo đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh kể lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh hút thuốc lá rất nhiều. Việc hút thuốc lá liên quan tới hoạt động cách mạng của người trong những năm 20 của thế kỷ 20 khi người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Vũ Kỳ đã được Bác Hồ tâm sự. Những năm ở Pháp, người là một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị mật thám Pháp theo dõi ở khắp mọi nơi. Người biết bị theo dõi mà không dám quay đầu lại để nhìn. Để có thể quan sát được sự theo dõi, người nghĩ ra cách hút thuốc. Mỗi lần như vậy, đi qua thùng đựng rác ven đường, cách khoảng 3-4 bước chân, người dừng lại châm thuốc hút rồi quay lại thùng rác để vứt que diêm. Như vậy là người có dịp quan sát xung quanh, liệu cách đối phó với kẻ theo dõi mình. Do giả vờ hút thuốc mãi mà trở thành thói quen của người. Lo nghĩ vận mệnh đất nước, chỉ có đưa thuốc làm bạn giúp giảm căng thẳng đến khi bác có tuổi. Các bác sĩ cho biết bác có dấu hiệu tái phát bệnh phổi, huyết áp, tim mạch lại không ổn định. Xót xa hơn, ở thời điểm người viết di chúc, bên trong đáy mắt của bác đã có dấu hiệu chảy máu. Bác sĩ Đào Xuân Trà, trưởng khoa mắt Bệnh viện Quân đội Trung ương được điều động khẩn cấp tới nhà sàn nơi bác ở để chữa cho bác với sự hỗ trợ của Bộ trưởng Y tế, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và giáo sư Nguyễn Trọng Nhân hồi đó. Năm 1967, sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yếu đi nhiều, người hay mệt và ho. Lo cho sức khỏe của người, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho các bác sĩ phải chăm sóc người thật tận tình chu đáo. Các bác sĩ đã đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh không hút thuốc lá nữa. Những năm cuối đời, bác yếu nhiều, về chiều tối và đêm khuya các đồng chí phục vụ thấy bác ho nhiều, ai cũng xót xa thương bác. Thấu hiểu tâm trạng nỗi lòng của mọi người, bác càng quyết tâm bỏ hẳn thói quen hút thuốc. Tình thương yêu con người và trách nhiệm trước cuộc đời luôn là cội nguồn nuôi dưỡng và thúc đẩy nghị lực của người, nhất quán giữa nói và làm, như người thường tự nhủ mình, đã nói thì phải làm. Việc bỏ thuốc lá của Hồ Chủ tịch không phải nói là chấm dứt ngay được mà phải trải qua một quá trình như khi làm bất cứ một việc gì. Đó là phải đặt ra kế hoạch, có quyết tâm và biện pháp thực hiện. Người nói, quyết tâm 1, kế hoạch 10 thì biện pháp phải 20, có như vậy mới thực hiện được và bỏ hút thuốc cũng vậy. Rồi bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần, lúc đầu là giảm số lượng điếu hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc, bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi đã già, phải làm như vậy thật quá vất vả, tập một thói quen, bỏ một thói quen không dễ chút nào. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí giúp việc để cho bác một vỏ lọ penicillin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu, bác dùi đi để vào lọ đó, sau hút lại nửa điếu để dành. Anh em can bảo thuốc lá hút sờ không có lợi, bác bảo, nhưng hút để có cữ. Với cách làm đó, bác đã giảm từ cả bao xuống còn 3-4 điếu một ngày. Cứ như vậy, bác hút thưa dần. Tuần thứ nhất, mỗi lần người hút 2-3 điếu một ngày, nhiều nhất là 10 điếu. Mỗi lần hút xong cho vào lọ penicillin thì tắt luôn để nhìn thấy đúng 2/3 thì dừng lại không được hút nữa. Tuần thứ hai, người hút 1/2 điếu rồi bỏ vào lọ. Tuần thứ ba, người hút 1/3 điếu rồi lại bỏ vào lọ. Đến tuần thứ tư, người hút mấy hơi rồi bỏ vào lọ. Đầu tháng 3 1968, nhân khi bị cảm ho nhẹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự quyết định bỏ hẳn thuốc lá. Mấy ngày sau, anh em phục vụ vẫn để gói thuốc chỗ bàn làm việc của người suốt một tuần liền, nhưng người không dùng. Cái gạt tàn thuốc lá từ lâu đã không còn nóng nữa trên bàn, như lời thơ của Việt Phương cho ta rõ hơn hoàn cảnh bỏ thuốc của bác. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao thường làm việc hàng ngày bên bác để bác có thể bỏ thói quen hút thuốc dễ hơn và nhanh hơn. Các đồng chí đó thống nhất với nhau một quy định, cấm tuyệt đối không ai được hút thuốc trước mặt bác nữa. Lại giao ước với nhau tuyệt đối bí mật không được để bác biết sợ bác buồn. Đó là nội dung nghị quyết về thuốc lá của bác. Ai cũng thương bác nên nghị quyết được thông qua rất nhanh và thực hiện ngay lập tức. Chuyện tưởng đơn giản nhưng lại không đơn giản, càng không dễ một chút nào.
Nhiều người hút thuốc đã lâu thành ra nghiện, bây giờ suốt ngày làm việc bên bác không được hút thuốc nên rất thèm, thương bác mà cố nhịn thôi, cũng không một ai nói ra điều ấy vì đã hứa với nhau không được để bác biết. Song bác biết bởi người quan sát rất tinh và phát hiện ra ngay tình huống không bình thường này. Tại sao mấy ngày, mấy tuần nay trong phòng họp tuyệt đối không có ai hút thuốc cả? Tuyệt không có làn khói thuốc nào, nhưng nét mặt mọi người ai cũng có vẻ buồn. Thế là đã rõ, bác gặp đồng chí Vũ Kỳ, bác nói: "Chú Kỳ à, bác có một việc riêng, muốn nhờ chú, chẳng biết chú có chút giúp được bác không?" "Dạ xin bác cứ nói ạ, cháu sẽ làm ngay mà." Vốn rất hồn nhiên, đồng chí Vũ Kỳ trả lời bác: "Bác muốn xin chú một bao thuốc." Nghe bác nói vậy, đồng chí Vũ Kỳ mới thấy khó xử quá. Đã chót hứa với bác rồi mà Trung ương lại dặn không được để bác hút thuốc, biết làm sao bây giờ? Không đi lấy thuốc cho bác thì thương bác, mà để bác hút thì có lỗi với Trung ương. Thôi đành, nói lảng sang chuyện khác để bác quên, nhưng bác có quên đâu. Bác nhắc lại: "Bác muốn xin chú bao thuốc, chú nghe có rõ không?" Rồi bác giải thích: "Bác không hút đâu, vì bác quyết giữ lời hứa với Trung ương với chú nữa. Nhưng bác có việc, chú có giúp bác được không?" Sau khi đã rõ rồi, đồng chí Vũ Kỳ mới yên tâm, vội đi lấy ngay bao thuốc đưa cho bác. Sáng hôm sau, bác chủ trì buổi làm việc với các đồng chí trong ban bí thư, bác bóc bao thuốc lá ra và nói: "Bác đã biết cái nghị quyết của các chú rồi. Bây giờ, bác mời các chú hút thuốc. Bác mong các chú cứ thoải mái, tự nhiên, như trước đi. Đừng vì bác mà khổ thế." Bác lại ân cần đưa từng điếu thuốc cho từng người, còn bác không hút. Cầm điếu thuốc bác cho mãi cũng chỉ muốn khóc vì thương bác quá. Về sau, rất nhiều đồng chí đã bỏ hẳn thuốc từ tác động tấm gương của bác Hồ. Sau này, bác Hồ đã làm bài thơ về việc người bỏ thuốc lá như sau: "Thuốc kiêng rượu cữ đã 3 năm, không bệnh là tiên sướng tuyệt trần. Mừng thấy miền Nam luôn thắng lợi, 1 năm là cả 4 mùa xuân. Việc hút thuốc lá có hại cho sức khỏe thì nhiều người chắc chắn ai cũng biết, nhưng vì thói quen, vì công việc mà nhiều người trở nên nghiện thuốc và chắc hẳn không phải ai cũng có thể từ bỏ thói quen xấu có hại cho sức khỏe này. Thói quen ban đầu chỉ là những hành động lặp đi lặp lại liên tục, theo thời gian nó trở thành một phần quan trọng trong con người, cho nên để từ bỏ một thói quen xấu đã ăn sâu vào bản tính của chúng ta là rất khó. Từ bỏ thói quen xấu hút thuốc lá là một việc không hề đơn giản, phải khẳng định như vậy, nếu thiếu ý chí và phương pháp thì sẽ thất bại. Nhân vô thập toàn, đã là con người thì khó có thể tránh được những thói quen xấu, nhưng hãy nhìn tấm gương bác để chúng ta thấy rõ được sự quyết tâm và lòng kiên trì trong từng công việc của bác. Học cách bác từ bỏ thói quen xấu để cuộc sống của chúng ta trở nên lành mạnh, đơn giản và vui vẻ hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.